Trong vài năm trở lại đây, thì kem Meizuji đang trở nên cực kỳ hot ở Việt Nam, là dòng kem dưỡng trắng da, hỗ trợ trị nám và mụn có nguồn gốc từ Nhật Bản, nhưng lại rất phù hợp với làn da của chị em phụ nữ Việt Nam mình. Hiện tại trên thị trường tồn tại rất nhiều mẫu mã kem Meizuji khác nhau, nên nhiều bạn thắc mắc là kem Meizuji này là của công ty nào, thì trong video này shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ nói cho bạn rõ hơn về kem Meizuji này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem Meizuji là một sản phẩm mỹ phẩm của công ty Meizuji ở Nhật Bản, là một thương hiệu nổi tiếng về các sản phẩm chăm sóc da và làm đẹp. Còn hiện tại thì ở Việt Nam mới chỉ nhập về dòng kem dưỡng da trị nám Meizuji mà thôi. Còn những dòng khác về chăm sóc da như serum thì chưa có mặt ở Việt Nam. Nhiều bạn sẽ thấy trên thị trường có loại serum Meizuji, nhưng đó không phải là serum Meizuji của Nhật nhé. Serum Meizuji là sản phẩm của Việt Nam, họ nhái theo thương hiệu Meizuji mà thôi. Và hiện nay trên thị trường cũng có một số dòng kem Meizuji giống như hàng Meizuji của Nhật, nhưng là kem của Việt Nam mình sản xuất nhái theo, đó không phải là hàng chính hãng, nên bạn hãy cân nhắc khi mua, để không bị hư da mặt khi bôi phải kem chất lượng kém nhé. Để mua được hàng chính hãng từ các công ty nhập khẩu uy tín, thì bạn có thể liên hệ mua ở hai công ty phân phối nổi bật là BB Cosmetic và HP. Tuy nhiên thì cũng có hàng nhái của BB và HP, vì hai công ty này nổi tiếng và uy tín nên bị làm nhái theo nhiều. Vì thế bạn nên nếu bạn không tìm ra được công ty uy tín để mua, thì có thể mua qua đại lý phân phối của họ, chọn những đơn vị có tâm và bán hàng giá cạnh tranh là được. Kem trị nám Meizuji hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị nám Meizuji hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.